Vừa qua, công ty Ricotech đã triển khai lắp đặt trạm phao thời tiết theo thời gian thực, phục vụ công tác làm việc an toàn trên biển, hỗ trợ phương án thi công trong suốt quá trình hạ thủy, lắp đặt chân đế và topside giàn khoan Đại Hùng 03. Nằm cách bờ biển Việt Nam 250 km về phía đông nam, ở độ sâu trung bình 170 m, mỏ Đại Hùng được đưa vào khai thác từ năm 2003 bởi Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam. Dự án Đại Hùng giai đoạn 3 đánh dấu bước phát triển vượt bậc với việc xây dựng mới giàn khoan WHPDH01, hệ thống đường ống dẫn khí và tuyến cáp điện ngầm kết nối với FPU hiện hữu. Hiểu rõ tầm quan trọng của các yếu tố an toàn trong hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi, công ty Ricotech cung cấp hệ thống trạm phao thời tiết tiên tiến. Không chỉ đo lường chính xác tốc độ và hướng gió từ những cơn gió nhẹ nhàng đến các cơn bão lớn, mà còn cung cấp thông tin chi tiết về nhiệt độ, độ ẩm, khí áp và lượng mưa. Trạm phao cập nhật liên tục các thông số về chiều cao, hướng và chu kỳ sóng biển trên mọi cấp độ sóng. Đồng thời, hệ thống theo dõi dòng chảy tầng mặt biển từ bề mặt đến độ sâu 150 m, mang đến dữ liệu quan trọng cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch và điều chỉnh hoạt động khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối với các biến đổi thời tiết bất ngờ có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.